Hi, chào các bạn. Nay mình làm một cái clip mình nói về chủ đề làm sao để sầu riêng được xanh da. Như là xanh da nha, xanh da xanh trái á. Thì xanh da xanh trái không phải là đơn giản xanh tự nhiên trái nó gần bán rồi các bạn kêu lấy thuốc phun cho nó xanh da thì nó xanh ha. Rồi hay là tới gần bán hay là trái từ thế nào. Nói chung là xanh da là phải xanh từ nhỏ, chứ không phải tới lớn nó mới xanh da được ha. Thời điểm này nè, thời điểm trái cỡ này mình kêu là cỡ nắm tay nè, cỡ nửa cầm tay rồi nè các bạn ha, nửa cầm tay của mình rồi nè, cỡ cầm tay mình luôn rồi đó. Thì thời điểm này bắt đầu những vấn đề về gai bị dẹp ha, nở gai đều, nở gai vàng. Thứ hai là làm sao cho xanh da thì ngay thời điểm này mới bắt đầu xử lý nè, chứ không phải tới gần bán là làm không kịp các bạn ha. Đó thì mình sẽ cho các bạn coi về tổng thể cái giường này không gọi là phun bồ đầu trái vậy. Nó dài một kiểu nhưng mà cái trái này nó đều trái các bạn không, nguyên chùm không gò bông nữa. Bông nó từ trong ngoài này nè, đây nè, nó ra tới ngoài luôn, nó đậu hết nguyên dây mà nguyên đùm này đẹp hết vậy mới khó xử lý nè. Trái nào trái nấy nó tròn vo như nắm tay không à, cực kỳ đã luôn, nhìn đã lắm, vô giường nhìn đã lắm. Với lại một cái nữa nè các bạn nè, một cái nữa là không có hiện tượng mà nứt cuốn nha. Tại sao không có hiện tượng nứt cuốn? Bởi vì mình đi canxi và đi bo nó rất là đầy đủ, cho nên không có hiện tượng mụn nứt cuốn lặt vặt ha, không có. Rồi đi qua dài chùm kia nữa, cây này ha, cây này đứng ngước lên cho các bạn coi luôn chứ quên. Đây chùm nè, bên kia nữa kìa đó. Rồi chùm này nữa nè, trời ơi khủng khiếp luôn. Này còn cây này đậu chảy hơn cho nên trái nó nhỏ hơn một chút. Mình cố ý mình đi quay cây bự thôi, những cây trái bự thôi, nhìn cho nó đã mắt. Đó, chẳng hạn anh Út anh kêu mình quay cây đắng, mình đi từ từ cả giường nhìn nó mới đã rồi, chật rồi té. Đó, các bạn đếm thử coi chùm này bao nhiêu trái? 2, 4, 6, 8, 10, trời nhiều quá các bạn, đếm không xuể luôn. Rồi chùm này nữa, các bạn thấy không? Rồi mình cũng hết biết đường mình đếm luôn, đó, khủng khiếp. Quay chùm dưới đi. Đây, chùm dưới. Đó. Đã lắm. Để mình đi qua bên kia, anh kêu quay cây bên kia thả lắm nha. Cái gà giường toàn là hú không. Cái này các bạn. Cái này cỡ sao, chảy hơn khoảng 1 tuần. Đó.
đê mê luôn, nhìn là nhìn đê mê luôn. Nhưng mà với mình thì nhìn không đã. Đó, chẳng hạn trên này là có tỉa trơn rồi nè. Đó, à, có tỉa trơn luôn rồi đó. Tỉa đã chủ vườn cũng đã tỉa rất nhiều. Tỉa nguyên phần này luôn. Đây còn chừa nhiêu đây nè. Mà các bạn nghĩ coi, chừa nhiêu đây còn muốn chết. Xanh da xanh trái. Thật ra cái bộ thuốc mà để phun cho xanh da xanh trái á thì nó liên quan tới hai vấn đề. Một là thuốc sâu. Thuốc trừ sâu. Đó, thuốc trừ sâu các bạn. Sâu làm sao phun á? Tại vì thời điểm này nè, nó sẽ có bị sâu. Đó. Sâu nó vô nó cạp cái gai. Sâu xanh da láng hay là kêu sâu sừng đồ đó. À, ví dụ như cái chùm này đi, nó sẽ có sâu nó cạp cái gai. Nó cạp cái gai ngoài này nè, các bạn nhìn kỹ các bạn thấy. Đó, sâu nó cạp cái gai này các bạn thấy không? Đó, nó cạp. Đó một cái. Cái thứ hai nữa là bệnh hán thư. Bệnh hán thư. Rồi. Một vấn đề nữa là về cung cấp dinh dưỡng thì làm sao cho nó cân đối. Về thuốc bệnh, về cái thuốc sâu, về cái cung cấp dinh dưỡng thì mình sẽ chỉ các bạn ở cái cuối phần video clip chia sẻ thuốc để phun cho thời điểm này. Chỉ bắn vô trái này thôi các bạn, bắn vô trái này thôi, bắn xương ướt đều trái, ướt đều cái cuốn này nè, ướt đều cái cuốn rồi vô cái trái này đều, làm sao cho sâu không ăn, nhất sâu, thứ hai kịp sáp, thứ ba là dưỡng trái, xanh da xanh trái, thì một bộ nó là giải quyết được vấn đề này ở thời điểm này. Đó, các bạn nhìn lên trên giúp mình nè. Đó, đó, các bạn thấy đó, trời ơi, như thế này là nó đủ áp phê nữa rồi. À, chú còn cây phía sau nữa, còn một cây phía sau đẹp lắm. Mấy cây phía sau cuối vườn thì nó còn đã hơn phía trước nữa. Nè, cây bự nè. Dữ dội. Đó, các bạn thấy trái nè. Đáng lẽ trái này là tỉa nè, mà còn tiếc là để chú vườn làm, để thợ làm, để cho thợ làm, không có hiện tượng nước cuốn. Các bạn đi nè, cái bộ thuốc của mình đưa cái cuốn nè, cái cuốn nó rất là đều, nó tròn đều, nó không có vụ mà hiện tượng mà nó bị nứt cuốn. Đó, cái cuốn nè, trái bên này là tỉa trái rồi ha. Các bạn thấy cái cuốn không? Cuốn này rất là chắc, ngon lành. Chẳng hạn nhánh này đi, nhánh này hai trái là đẹp rồi, nhưng mà hiện tại nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 9 trái, khủng khiếp không các bạn. Rồi, à, các bạn coi giúp mình ha, bộ thuốc mà phun thời điểm này. Rồi, đây là về phần phân bón. Phân bón mà để gãi cho giai đoạn mà nuôi trái cỡ như cái trứng gà thế này á, cầm tay thế này nè, thì mình đang đi công thức 15, 12, 18 Gasuni ha, là mình đi công thức này, với trộn thêm một cái nữa là cái canxi bo, là cái nitrat bo này cũng Gasuni luôn. Thì các bạn hỏi là tại sao mình đi công thức này? Bởi vì công thức này nó cân đối. Thứ nhất là nó cân đối ở chỗ đạm lân kali để cho nó nuôi trái cân đối. Thứ hai là mình đưa thêm canxi bo để cho nó giảm cái tỷ lệ đậu trái, lại nó nuôi trái nó tốt lên. Với lại trong này nó có canxi thì nó sẽ làm hạn chế bị rụng trái con và cái vấn đề sau này nó gai ha. Về canxi á, nó làm cho bị hạn chế bể gai. Nhưng mà cái quan trọng á, thật ra mình thấy phân nào gãi cũng được hết các bạn, chứ không phải là cái riêng cái 15, 12, 8. Nếu các bạn mua được những công thức khác, ví dụ như 3 số 15 hay 3 số 16, 3 số 17 vẫn gãi được tốt ha. Nhưng mà quan trọng là sao? Phải đúng là kali trắng thì sẽ gãi được. Chứ các bạn đi hàng kali đỏ, ví dụ như là đi 15-28 đi, mình đi các bạn đi 15-28 thì các bạn cũng đi 15-28, nhưng mà cuối cuộc ra kali đỏ thì chất quốc nha. Rồi hỏi sao trái nó bị sượng, thì cái tại sao là, nhưng mà các bạn nói làm sao phân biệt được cái kali trắng hay kali đỏ, thì trên bao nó có ghi gì nè, 15% nè. Này cái bao này là mặt trước ha, bao nè anh nè các bạn ha, bao thì nó có ghi chữ nghĩa lắm, cho nên các bạn không có lộn được đâu. NBK 1528 cộng TET chung dư lượng á. Nhưng mà không quan trọng đâu, quan trọng thì nè, mặt sau nó có ghi, cái này là tem phụ, hàng này hàng nhập cho nên nó có tem phụ. Tem phụ trên này thì nó sẽ không ghi kali đỏ hay kali trắng nha các bạn, nhưng mà trên bao nó sẽ có ghi. Ví dụ nè, nitrogen 15%, B205, phosphate nè, phosphate solubile in neutro ammoni citrate gì đó, cũng chả cần quan tâm nữa. Nhưng quan trọng cái K2O nè, potassium oxide là K2O4, K2 á, K2O á là potassium sulfate, có nghĩa là K2O này là kali trắng, là K2SO4 chứ không phải là KCl. Chừng nào đi là chừng nào trên bao nó ghi á, là K potassium này là kali loru là kali đỏ, mà kali đỏ là không gãi được ha các bạn. Thì Gasuni thì đa phần là kali trắng, nó vẫn có kali đỏ nhưng mà đa phần là kali trắng. Rồi thứ hai là về cái canxi bo. Thật ra canxi bo thị trường nó tương tự nhau hết trơn ha, đều là nitrabo hết, đạm 15.5 với lại canxi với lại bo. Rồi, đơn giản vậy, nhưng mà gãi tỷ lệ sao? Tỷ lệ 21 có nghĩa là sao? 2 NPK này cộng với 1 canxi bo nha. Nghĩa là ví dụ như mình cho mình các bạn khoảng 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 các bạn khoảng bao nhiêu à? Các bạn khoảng 50 cây đi.
Ví dụ các bạn 50 cây, cây thứ 5, cây thứ 6 thì trung bình mình gãi là một cây là nửa ký. Nửa ký có nghĩa là trộn hết này lại, gãi nửa ký và mình mua chỉ cần 25 ký thôi. Và mình mua, ví dụ mình mua một lần đi thì lẻ khó mua không? Mình mua lần hai bao này. Hai bao là ra này 25 ký, rồi mình mua một bao Nichabo. Đó, rồi sau đó mình trộn lại rồi mình chia làm hai lần gãi. Thì cây lớn cây nhỏ chia theo tỷ lệ cân đối thôi, từ nửa ký 700 gram gì đó là mình gãi. Rồi, đó là cái giai đoạn ở cử phân cử này thì mình gãi phân này. Rồi bao lâu gãi một lần? 10 gãi gãi thử. Rồi sau đó khi trái bự hơn nữa mình sẽ giới thiệu các bạn loại phân mà nó chuyên dùng cho lên cơm hay là sao đó. Thì nhưng mà giai đoạn này thì mình đang đi công thức cân đối 12-5-12-8. Rồi còn không một loại công thức nữa là 12-27. Còn một loại nữa là cái 12-11-18. Nhiều công thức lắm nhưng mà mình khuyến cáo xài nó cân đối. Tại vì còn những công thức ví dụ như 16, ví dụ như con công thức nè, 18-6-24 nè. Nhưng mà mình chưa xài giai đoạn này đâu. Nè, các bạn thấy không? 18-6-24-4 chưa cần xài. Vâng, còn về phần trái á thì mình khuyến cáo, mình đang khuyến cáo và đưa cho bổ thuốc như thế này đối với vườn. Thì cái thời điểm này á là phải xanh da từ thời điểm này nha các bạn, chứ đừng để trễ quá xanh da là sẽ không kịp. Thì cái bộ thuốc nó gồm đầy đủ hết, gồm thuốc sâu, thuốc bệnh, thuốc dưỡng trái. Thì mình sẽ giới thiệu về cái bộ dưỡng trái trước đi. Về cái bộ dưỡng trái á thì do vườn này còn một cái cỡ trái đợt sau nó nhỏ hơn khoảng 7 ngày, cho nên mình sẽ đi như thế này đây. Thứ nhất á là về cái dưỡng trái. Đây. Về cái dưỡng trái á thì có cái đạm bo amino này. Có cái đạm bo amino. Thì cái này chỉ là dạng bo amino với lại có đạm thôi, nhưng mà hàng này là hữu cơ. Mình đi dòng này để cho nuôi trái. Chai này mình đang bán 90 ngàn một chai. Chai này là 400 lít nước. Thành phần chủ yếu nó kẽm với bo với chung vi lượng và một ít amino. Ít thôi nha, chứ không có nhiều. Nhưng mà thành phần này chủ yếu là bo. Bo nha. Bo nghĩa là bo và amino á, để cho phun cho nó nuôi trái trái nhỏ. Trái nhỏ. Rồi, cái thứ hai á là cái quality này. Cái quality nha. Mình đọc hay sai chính tả một chút. Polylo quality. Thì quality này á, nó là canxi với magie, mình cũng đã giới thiệu nhiều clip rồi. Thành phần chính thằng này là canxi để cho chắc cuốn với lại chắc trái. Thứ hai là không bị bể gai. Thứ ba là magie trong này 15% nè các bạn. 20% đạm, 20% canxi và 15% magie á. Thì để làm gì? Xanh da. Đó, chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. 75.000 chai, chai sạn phi. Ha, nghĩa là chai này sạn phi 200. Ha, rồi còn chai bo amino là 400. Thứ ba là cái thằng gít A này. Thằng gít A này là amino nguyên chất. Nói đi là nó là amino nguyên chất phun vô cho nuôi trái là chủ yếu là mấy trái nhỏ. Chứ trái bự, nếu như mà trái bự cỡ này rồi thì mình không cần, nhưng mà còn lứa sau cho nên mình bắn thêm cử nữa. Chủ vườn cũng đâu ngán chi phí đầu tư đâu. Mình để thêm chai amino này nữa, rít A của amino của Úc bắn vô 90.000 chai trong phi 200 lít nước. Rồi nguyên cái bộ này là bộ nuôi trái nè. Đó, bộ này là chủ yếu cho nó nuôi trái chạy trái thôi. Còn cái về vấn đề là cái multi-te này. Multi-te thời điểm này mình đưa vô nhưng mà chai này xài 400 nha. Combi thôi, combi cho nó xanh da. Chung dư lượng đầy đủ cho nó xanh da. Nhưng mà chai này mình quốc lần này tới 400 nha, chứ không còn 200 như cái lần bông nữa. Tại vì sao? Bởi vì trong máy này nó đủ trơn rồi, chỉ cần một ít thôi chứ không cần nhiều. Đó các bạn ha. Thì cái bộ 4 này nè là cho nuôi trái giai đoạn nhỏ, giai đoạn lớn. Thì các bạn cũng đã có bạn nào xem mua hàng của mình rồi cũng thấy mình có đưa đó. Thì các bạn cũng hỏi này kia nọ, nhưng mà mình nói này mình đưa là đủ rồi. Rồi, cái vấn đề thứ hai của cái bộ sản phẩm nuôi trái thời điểm này là cái này. Cái đây. Cái về cái hút trừ sâu với lại hút trừ bệnh. Thì cái trừ bệnh á, mình vẫn đi cái sản phẩm Facebook như cũ. Facebook để người chủ cúng trái, thú trái nè, với xanh da. Ngoài cái vụ mà trừ bệnh ra nó còn xanh da. Nhưng mà nó là một vấn đề, nhưng mà vấn đề kết hợp với hàng này. Hexaconazole. Đây các bạn. Hexaconazole. Hexa này không đơn giản là hexa thường, hexa này có kẽm. Hexa này là hexa có kẽm. Nguyên liệu. Xuất xứ rõ ràng. Nhà sản xuất Manisho, Yago gì đó, Chemical, địa chỉ India. Này các bạn thấy kỹ không? Hexa của Ấn Độ, mình không chạy hexa của Malaysia hay của Trung Quốc ha. Vẫn được nhưng mà nó không phê bằng nha các bạn, nó dễ bị dính thuốc lắm. Nếu như mình đưa cái hexa rẻ của hàng rẻ tiền á, cộng với mấy này dễ bị dính. Nó dính thì sao? Hư thuốc, phun không đạt. Hexa này 1 lít này xài cho 500 lít nước. Giá 150.000, chỉ bắn vô trái thôi nha. Bắn vô trái. Phun để làm gì? Thứ nhất hexa này nè, nó trị bệnh. Thứ hai á, nó làm cho nguyên cái vỏ da nó xanh. Nhưng mà một cái vấn đề kèm theo à, các bạn tăng liều sẽ có gây hậu quả. Là sao? Khi ví dụ như mình đưa lít này cho 500 lít nước, các bạn về các bạn quýnh 200 lít nước làm sao? Da nó sượng cái trái luôn, cái trái sầu riêng nó bị sượng trái. Là trái nó không lớn á. Rồi xong sao? Quay qua bán vốn mình. Tại vì mình đã tính liều này rồi, một chai này 500 lít nước, cho nên đừng có tăng liều ha. Mình trọng cái Facebook đi chung với ngày, phun từ thời điểm trứng gà này đến khi bán luôn. Cam kết với các bạn là không có bị thú trái. Đó là về vấn đề thuốc trừ bệnh và xanh da thì hai cái này quyết định, vừa trừ bệnh và vừa xanh da thì cái này nó có kẽm. Còn về thuốc trừ sâu á, thời điểm này nè, nó có bị sâu cặp da, kêu là sâu xanh da láng.
hay là con sâu lông, ở quê mình hay kêu sâu lông, nghĩa là những dòng sâu ăn tạp á, nó cạp da ngoài và sâu đục, thì mình khuyến cáo khách hàng đi cái dòng Bermirin này. Các bạn không? Thành phần nè, Bermirin, thành phần Bermirin nhưng này thuốc trừ sâu nha. Một số dòng Bermirin giống vậy nè các bạn, nhưng mà đăng ký là thuốc côn trùng, mình không bán, mình bán cái dòng Berkill 50 EC này ha. Chai này 185.000 chai. Mình đang bán ra 185.000 một chai, giá tại kho và giá ship đi cũng như vậy luôn ha. Rồi đăng ký trên này là sâu xanh nghiệp sáp gì đó, cái này sẽ quyết về sâu lục trái, về sâu xanh nghiệp sáp hiệu quả. Một mình thứ này là đủ, một chai này xài 500 lít nước đối với dòng Berkill các bạn ha. Đó là về bộ thuốc mình phun cho trái giai đoạn này. Thì các bạn cũng đã thấy cái dạng trái rồi đó, mình đi bộ này là cân đối hết. Còn về phân thì mình cũng đã giới thiệu ở clip trước rồi. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau.